Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cập nhật giá Honda Lead 2022 mới nhất ở tháng 9 năm 2022 trên gần 4 triệu đồng tại đại lý. Cái giá tay ga quốc dân Honda Lead 2022 đang ở mức trên là vài triệu đồng so với mức giá niêm yết từ nhận xuất đưa ra. Mức giá trên diễn ra cho tất cả các phiên bản của năm 2022. Một số hit Honda tại cục miền Trung, miền Nam đang có tình trạng khan hàng với một cái dòng tay ga quốc dân là cái chiếc Honda Lead 2022. Theo nhân viên một quầy hit cho biết, cửa hàng vẫn chưa rõ cái lịch khi nào mới nhập được cái chiếc Lead về để bán cho khách hàng, trong khi nhu cầu của người mua thì vẫn đang tăng cao, nhất là sau cái tháng ngầu. Trong khi đó, một quầy hit Honda tại cục Hà Nội cũng cho biết giá của chiếc Honda Lead 2022 có những dấu hiệu khởi sắc. Tất nhiên mức trên về giá của cái dòng tay ga này so với cái Vision và một cái dòng tay ga nữa là SH thì vẫn ở mức dễ chịu hơn. Một hit Honda khu vực ở Cầu Giấy cũng cho biết thêm các chiếc Lead hiện tại có những đại lý mức giá bán cao hơn mức giá đề xuất khoảng gần 4 triệu đồng. Cụ thể, với một phiên bản Lead tiêu chuẩn của năm 2022 và những phiên bản màu tùy chọn như đỏ, trắng thì mức giá bán thực tế là 43 triệu đồng, tức trên gần 4 triệu đồng so với mức giá niêm yết đưa ra. Trong khi cái Lead phiên bản cao cấp và cái bản đặc biệt thì có mức giá bán thực tế chuyển động lần lượt là từ 45 đến 46 triệu đồng tùy theo từng bản, cao hơn mức giá đề xuất cũng tầm gần 4 triệu đồng. Xét đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì cái chiếc Honda Lead 2022 không có nhiều. Cái dòng xe này có tên tuổi cũng rất quen thuộc, lâu đời thị trường Việt Nam. Hiện tại thì cái dòng Lead 2022 có một thiết kế mới, nó trẻ trung hơn, gọn gàng hơn và thời trang hơn. Đặc biệt mặt chiếc xe với những cái đường viền mạ rơm nó sáng bóng, tạo nên nét đẹp sang chảnh hơn. Bộ tem cách điệu giúp cho cái dòng tay ga Lead 2022 trở nên tinh tế hơn và dần thoát khỏi cái mát là xe ăn chắc bồng bềnh. Trên xe có rất nhiều trang bị tiện ích, điển hình như chìa khóa thông minh smart key, cổng sạc điện thoại USB. Bên dưới yên ngồi là cái cốp đựng đồ siêu rộng, dung tích là 37 lít, cái bếp đựng vừa hai mũ hiểm là chùm đầu. Cái chiếc Honda Lead 2022 sẽ cho mình động cơ tiên tiến USB cộng, đi cùng với công nghệ động cơ trên rất nhiều cái dòng tay ga cao cấp đến từ hãng Honda ở Việt Nam. Với khối động cơ mới này, cái chiếc Lead 2022 nó vận hành mạnh mẽ hơn, lại tiết kiệm điện tốt hơn. Để giúp các bạn xem clip tiện thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay giá cái chiếc Honda Lead 2022 mới nhất ở tháng 9 năm 2022. Cái chiếc Lead phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ, mức giá bán đề xuất là 39 triệu 100 đồng, trong khi mức giá bán đại lý là 43 triệu đồng. Cái chiếc Lead phiên bản tiêu chuẩn màu trắng, mức giá bán đề xuất là 39 triệu 100 đồng, trong khi mức giá bán đại lý dao động trong khoảng là từ 42 đến 42 triệu 700 đồng. Honda Lead phiên bản đặc biệt màu đen, mức giá bán đề xuất là 42 triệu 300 đồng, trong khi mức giá bán đề xuất là từ 46 đến 46 triệu 300 đồng. Honda Lead phiên bản đặc biệt gam màu bạc, mức giá bán đề xuất là 42 triệu 300 đồng, trong khi mức giá bán đề xuất là 46 triệu đồng. Honda Lead phiên bản cao cấp 2022, mức giá bán đề xuất là 41 triệu 300 đồng, mức giá bán đề xuất trong khoảng là từ 44 triệu 500 đồng đến 45 triệu đồng. Lưu ý, giá thực tế còn tùy vào từng đại lý và từng bán xe. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy để tiếp nhớ like, share, subscribe.